Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em sẽ có mẫu xe đạp Touring có giảm xóc đến từ thương hiệu Gian, model XCR 3007, một dòng xe đạp đi phố cao cấp của một thương hiệu rất là quen thuộc với các bác chơi xe tại thị trường Việt Nam hay là thế giới, một dòng xe như là quốc dân của dòng xe đạp thể thao. Thì hôm nay em về một chiếc đạp xe đạp để cho các bác thể dục đường phố hàng ngày, mà các bác muốn tìm kiếm một chiếc xe cấu hình cao thì đây là một chiếc xe rất là phù hợp với cấu hình DOG 10 đít 3, 10 đít 2 đĩa và bánh 700C. Toàn bộ đồ là nhập khẩu nguyên chiếc nguyên bản hết. 10 nít và 2 đĩa cho 20 tốc độ. Sử dụng bộ đồ đề DOG, dòng phụ tùng rất là cao cấp của dòng Shimano địa hình. Xe là size S. Thì lát nữa em sẽ có phần đo size sau thì đi vào phần khung. Thì chiếc xe được sử dụng một bộ khung nhôm, dáng hộp và dây chạy âm sườn tông màu cà phê và với đỏ rất là nhã nhặn. Công nghệ nhôm alloy X độc quyền của Gian này. Bánh 700C Mayer nguyên bản, đây là Gian nguyên bản. Phần ghi đông thì cũng được trang bị ở đây là tay bấm xả của SLX, Shimano SLX. Dòng này nó còn cao cấp hơn là DOG không nhé. DOG đến SLX xong mới đến DOG XT thì nó gần như cao cấp nhất. Phanh dầu Shimano cấu hình rất là ngon trên một chiếc xe đạp Touring. Giảm xóc này cũng giảm xóc zin theo xe này, giảm xóc dầu. Và giảm xóc vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 43 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 55 cm. Thì xe phù hợp với các bác đi từ khoảng 60 đến 1m70 bây giờ phù hợp. Và hiện tại tại cửa hàng em có một chiếc xe y như này, size M, màu như này, và một chiếc màu trắng nữa. Nhưng mà các bác cao khoảng trên 1m7 thì liên hệ số Zalo, em sẽ gửi hình ảnh những chiếc xe size M cho các bác xem. Đó, 10 lít 2 đĩa. Đồ DOG rất là cao cấp. Chuyển động rất là nhạy. Thì cái giá bán của chiếc xe bên em đang bán là 11.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình, cộng với cả ấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của bạn em lên kênh. Cảm ơn các bác xem hết video, hẹn gặp lại các bác những video lần sau.